Sâm hàng Nhật xin chào các bác. Em lên sóng tiếp một con máy rửa bát Panasonic NPTR8 màu mận các bác nhé. Màu mận là cái màu mà rất là hiếm, ít máy. Con này về mọi thứ đẹp long lanh. TR8 các bác nhé. Bản điều khiển màu đen, mặt VK màu mận. Các công nghệ hẹn giờ này, Eco Navi, thời gian sấy, các chế độ rửa, nói chung là máy thì nó thiết kế các cái thông số nhau thôi, chủ yếu là quay các bác xem hình thức. Còn em để số 6, hình thức phần lưng các thứ rất là đẹp, lưng tôn nguyên bản các bạn ơi, gần như không xước nhé, rất là đẹp luôn. Đây, bên này cũng vậy, rất là đẹp, lưng nhớ trắng đẹp, đời 2015 các bác nhé. Đây, có móp một tí xíu là em sẽ nắn lại nhé. Chỗ này chưa nắn coi nhé, đây là vẫn nguyên bản vừa vệ sinh xong cho lên sóng luôn. Em sẽ bỏ ra và gõ lại một tí là phẳng đẹp thôi. Để quan trọng là cái sơn này của nó không xước này, còn cái tôn này của nó rất là mỏng. Vâng, tôn này rất là mỏng nhé, chuyên là vận chuyển về Việt Nam rất dễ móp. Đấy, những cái vết móp nhỏ này em sẽ gõ lại cái này hết ngay, đẹp long lanh luôn. Đây, bên trong nội thất cũng rất là đẹp thôi, răng chỉ mọi thứ ok, nội thất sạch đẹp. Đây, rửa hoàn toàn bằng nước nóng các bạn ạ, không dùng chất tẩy rửa. Tay cửa thì đẹp, chúng không có gì chê, răng cửa hơi mốc một chút thôi, không ảnh hưởng gì ạ. Con máy cũng xuất sắc đấy ạ. À, tầm này các bác nên mua một cái máy rửa bát cho gia đình, đắt hay rẻ không quan trọng, miễn là có máy rửa bát, nó rửa bằng nước nóng, cái sức rửa phun của máy bơm nó rất là mạnh, mà lại nước nóng phun liên tục trong vòng một tiếng. Đây, nó có cái tác dụng tiêu diệt các cái vi khuẩn độc hại nấm mốc rất là tốt đấy ạ. Rửa xong lại còn sấy khô. Cái tác dụng của máy rửa bát thì không thể nào là bàn cãi được đâu ạ. Thì nó rửa sạch hơn các bác rửa tay nhiều. Các bác nhìn nó phun bằng máy bơm liên tục nhé, phun liên tục chứ không hề tốn điện các bác. Máy bơm của nó phun thì chỉ có 60-80W thôi, không hề tốn điện tí nào. Mỗi lần rửa em đã đo rồi hết có nửa số điện thôi ạ, nên các bác yên tâm, mỗi lần rửa hết 1.000 đồng tiền điện thôi. Nước thì ít hơn rửa tay nhiều. Thậm chí các bác rửa bằng máy này còn tiết kiệm điện hơn cả rửa tay. Nếu vào mùa đông ấy, bật bình nóng lạnh mà mình xả nước liên tục ấy, thì còn tốn điện hơn là mình rửa bằng máy rửa bát các bác nhé. Thì các bác lưu ý là nếu các bác nào có nhu cầu sắm cho gia đình thì các bác cứ làm em máy Nhật này rất là bền. Máy thiết kế là 6 bộ các bác xếp trên này là 12 cái bát con, 6 cái cốc. Đây là theo đúng nhà sản xuất thiết kế các bác nhé, còn mình không xếp cốc thì có thể xếp cái khác. Ở đây là từ 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa. Chỗ này các bác có thể xếp các bát ô tô nhỡ, đường kính từ 20 đến 25 đổ lại. Đấy, mình xếp tùy, có thể cho những cái song nhỏ vào đây vô tư thoải mái. Đấy, rửa thì bằng các cái tay phun đây, nó phun nước nóng lên. Đây là khay rác. Đấy, đây là máy xo đốt để đun nóng, đun khoảng 5 phút thôi ạ. Đây là chỗ khay để cho bột rửa. Rất là tiết kiệm. Đây đang ở cái chu trình giữa chứ là nó không đun nước các bạn ạ. Còn nếu chu trình đầu hoặc cuối nó đun nước nóng bỏng tay luôn, rửa xong sẽ khô. Con này em bán là 9,5 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi mua. Các bạn nào lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.